chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ nhì mình ở Ubud, Bali, Indonesia. Ngọc Hân dẫn mẹ đi làm spa ở tại một cái resort tên là The Yuraya Resort and Spa. All 5,000 rupees. Right, that's today, right? Yes, yep. Just for the massage. Yes. Còn nói cái này là gì? Mấy cái body scrub với mấy cái mình chọn mồi, mấy cái strawberry, mango, green tea với lại gì? Cái này là essential oil, mấy cái massage này. Welcome, this is your room. Okay. Yes, please. This is for Debbie Flower Celebration, her birthday. Water is fine for you? Yeah, it is hot, mom. And this lemon. It's, yeah. Lime. For relaxing. Are you staying here? No. No, where is it? Close by, like 10 11. Anumana? Mm-hmm. Okay. Yeah. I think near Monkey Forest. Yeah, right? That's right. Mm-hmm. Yeah. Have you been there? To the monk? No, I'm scared. Yeah, be careful. Yeah. Very nasty. I'm too scared. Yeah. Hai cái giường này là hai cái giường của hai mẹ con massage. Đây là cái bồn hoa. Rồi đây là ở bên ngoài. Inside the room. Chỗ hai ghế này là hồi nãy hai người mới vừa rửa chân. Khi massage xong thì họ cho một cái ginger tea với mật ong. Rồi cái cây này là cái cây lemongrass để mình quậy cái honey trong cái trà của mình. Rồi ngoài ra mình còn có được một cái bình cookie nữa. Sau khi Hân đã tắm xong cái bát này thì cái bình bông này vẫn còn đẹp như vậy. Và cô Hân đang rất là enjoy. Hẹn gặp các bạn ở video kế tiếp. Bye!